trường hợp không cần gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng đất. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 172 Luật Đất đai 2024 quy định như sau. 1. Trừ các trường hợp quy định tại điều 171 của luật này, thời hạn sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau. A. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là, rừng trồng trong hạn mức quy định tại điều 176 của luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này, mà không phải làm thủ tục gia hạn. Như vậy, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất mà không phải làm thủ tục gia hạn. Đối với trường hợp này, thì người sử dụng đất chỉ cần làm thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp,